Em ơi, em cho anh hỏi em tên gì được không? Em tên Yêu, anh cứ gọi em là Em Yêu. Mình giữ nhau đang cấp chuyên ngành là phi công, nhưng mà đến bây giờ thì muốn em là miner thuộc đi để lại muốn lá vàng em đi. Anh ơi, giờ ra siêu thị bao nhiêu rồi anh nhỉ? 20k em ơi. Thế hai người thì bao nhiêu anh nhỉ? Hai người vẫn 20k. Cái gì? Tôi không mặc lá đồng nào, chắc 40k này đi. Nani? 40k này đi. Dừng chưa? Nhìn em hạnh phúc mà nước mắt cứ rơi, vì anh quá thương em mà người nào hay nào biết. Vì anh ơi, nơi cuộc đời này lòng em sẽ yêu ai hơn anh, và có lẽ trái tim giờ đây héo úa khi yêu thương. Cuộc sống anh là thế, hạnh phúc là điều chưa hề, cỡ sao người ta yêu nhau bên nhau lâu bền thế. Anh chưa từng. Anh chào em. Mẹ anh bảo là em ngủ chưa, và có muốn làm con dâu của mẹ anh không? Nếu có thì ấn tin cho anh và ấn comment. Quay xăm bình hả? Cứ không phải xăm bình là giang hồ đâu. Ba tao cũng xăm rất là nhiều hình kìa, nhưng mà bị mẹ tao ba chửi ông quá trời, cho nên là ông xóa hết hình xăm rồi đó. Thiệt là cái tình. Lạy Chúa con lứa tuổi học.
nói cơm cam của đường cháu hôm ta tin nhất thứ nhà hôm ta tất cả hôm nhà lùm nhà qua đi tin tin ta ra cái bị chỉ có ta đem ta tới và hai cây thu này hôm ta nói nhất lùm mà tổ chim ta nhấc phone lên hỏi ông trời trai không mê gái trên đời có không. Ông trời ông bảo hỏi ngông trai không mê gái công công hả mày. Trao hết tất cả để rồi đổi lấy được gì ngoài những nỗi đau trong con tim này em ơi. Nếu mây của trời thì thôi để gió cuốn đi bởi vì anh biết. Yo, kể từ ngày lấy vợ anh có được vui không, nhất là đêm động phòng hàng nó có rộng không. Em chúc anh hạnh phúc, một gia đình sung túc, một đàn con lúc nhúc, giống bạn anh y đúc. Bà mẹ nà đau tràng đà đà đánh sao. Bà mẹ nà chỉnh cờ bê nà Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Tôi nói cho anh biết nha, tôi bệnh nặng lắm nha, người tôi yếu lắm nha. Sao có nói lộn không? Chị ơi, tôi bệnh nha, tôi bệnh nha, bệnh đi không nổi nha. Sao vậy, anh muốn sao vậy, nói lộn không? Bây giờ chị muốn sao? Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.